Học văn chị Hiên xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay, chị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bạn học sinh lớp 2 trong môn tiếng Việt bộ sách Cánh Diều. Và bài học ngày hôm nay của chúng mình mang tên Đến Trường. Đây là một bài đọc nằm trong chủ điểm số 10, Vui Đến Trường. Chúng mình cùng bắt đầu nhé! Để tìm hiểu bài tập đọc này, chị sẽ chia làm 4 phần sau đây. Phần 1 là phần đọc, phần 2 đọc hiểu, phần 3 luyện tập và cuối cùng là phần 4 củng cố và dặn dò. Trước tiên hãy cùng chị đến với phần đọc để xem bạn nhỏ trong bài sau khi được mẹ đưa tới trường đã có những thay đổi gì trong suy nghĩ nhé. Trước khi đọc, các em hãy chú ý đọc thật to, rõ ràng, giọng đọc thì diễn cảm và tươi vui. Còn bây giờ, hãy nhìn lên màn hình hoặc theo dõi trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2 bộ sách Cánh Diều trang 82 và đọc cùng chị nha. Đến trường. Có một cậu bé sắp vào lớp 1 nhưng chưa thích đi học. Mẹ cậu bèn dẫn cậu đến trường. Hai mẹ con theo cô hiệu trưởng đi thăm trường. Họ đi ngang qua sân chơi rồi đến dãy phòng học lớp 1. Có lớp đang đọc đồng thanh một bài thơ, có lớp đang học toán. Cậu bé hỏi, ngày nào cũng chỉ tập đọc, làm toán thôi ạ. Mẹ cậu không bằng lòng. Đây là trường học, con đến trường để học mà. Nhưng cô giáo bảo, ở trường em còn được học các môn khác nữa. Cô dẫn cậu bé đến phòng thực hành. Ở đó có bạn đang nặn đồ chơi bằng đất sét, có bạn hì hối vẽ tranh, một bạn gái đang lắp ráp nhà. Ở phòng khác, các bạn đang học hát. Đi một vòng, cô giáo hỏi cậu bé có muốn đi học không? Cậu vui vẻ gật đầu. Người mẹ ngạc nhiên, nói, cô như có phép màu ấy ạ. Cô giáo cười, có gì đâu, các cháu thấy học vui thì thích học ngay thôi mà. Theo sách 168 câu chuyện hay nhất. Các bạn thấy bài tập đọc đến trường có hay không? Sau khi đọc xong bài này, chị sẽ cùng các bạn giải nghĩa từ khó có trong bài nhé. Các bạn có hiểu từ hí húi nghĩa là gì không? Đúng rồi, hí húi nghĩa là dáng vẻ hơi cúi xuống và chăm chú làm một việc gì đó. Để tìm hiểu kỹ hơn về bài tập đọc này, thì chị sẽ cùng các em trả lời những câu hỏi ở phần đọc hiểu nhé. Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Theo em, mẹ dẫn cậu bé đến trường làm gì? Theo em, vì cậu bé chưa thích đi học, nên mẹ đã dẫn cậu bé đến trường để làm quen và thích đi học hơn. Câu hỏi số 2. Đi thăm các lớp học đọc, học toán, cậu bé nói gì? Các em hãy đọc thật kỹ lại đoạn văn thứ hai và tìm cho chị câu nói của cậu bé ấy được không? Chị cho các bạn 5 giây để tìm nha. 5 4 3 2 1 Đúng rồi, khi đi thăm các lớp học đọc, học toán, cậu bé đã nói ngày nào cũng chỉ tập đọc, làm toán thôi ạ. Chúng mình cùng chuyển sang câu hỏi thứ 3, câu hỏi cuối cùng trong phần đọc hiểu nhé. Cô hiệu trưởng đã làm gì để cậu bé thích đi học? Đúng rồi, cô hiệu trưởng đã dẫn cậu bé đến phòng thực hành, xem các bạn học sinh nặn đồ chơi bằng đất sét, vẽ tranh, lắp ráp nhà, học hát để cậu bé thích đi học. Để tiếp nối với bài học ngày hôm nay, thì chúng mình cùng nhau đến với phần luyện tập nhé. Câu hỏi 1 với yêu cầu, cần thêm dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau? Câu A, cậu bé được dẫn đi tham quan các phòng học phòng thực hành. Câu B, các bạn đang nặn đồ chơi vẽ tranh. Câu C, cậu bé đã hiểu ra rất thích đi học. Chúng mình có câu mẫu, các bạn đang tập đọc, phẩy, làm toán. Đối với bài tập này, các em hãy dùng dấu phẩy để ngăn cách các từ cùng là từ chỉ sự vật
từ chỉ hoạt động hoặc từ cùng chỉ đặc điểm nhé. Ở câu A, chúng mình sẽ đặt dấu phẩy sau từ phòng học. Cậu bé được dẫn đi thăm các phòng học, phẩy phòng thực hành. Câu B, dấu phẩy sẽ được đặt sau từ đồ chơi. Các bạn đang nặn đồ chơi, phẩy vẽ tranh. Còn câu C, chúng mình sẽ đặt dấu phẩy theo từ hiểu ra. Cậu bé đã hiểu ra, phẩy rất thích đi học. Bài tập tiếp theo có yêu cầu đọc lại đoạn cuối câu chuyện đến trường và cho biết ý A, mẹ khen cô giáo thế nào? Ý B, cô giáo đáp lại lời khen của mẹ thế nào? Các bạn hãy đọc lại đoạn văn thứ tư của bài đọc nhé. Từ đó chúng mình có thể thấy ý A, mẹ đã khen cô giáo rằng cô giáo như có phép màu ấy ạ. Ý B, cô giáo đáp lại lời khen của mẹ rằng có gì đâu, các cháu thấy học vui thì thích học ngay thôi mà. Ngay sau phần luyện tập, chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần 4, phần củng cố và dặn dò. Sau khi học xong bài tập đọc đến trường, các bạn cần nhớ rằng hãy luôn chăm chỉ và giữ tinh thần vui vẻ khi đến trường. Bởi vì chúng mình không chỉ được học đọc, học làm toán mà còn được học nhiều điều thú vị khác. Và khi về nhà, hãy tập trả lời lại các câu hỏi và cũng đừng quên chuẩn bị cho bài học tiếp theo nha. Đến đây thì bài học ngày hôm nay của chúng mình cũng kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.